Yes, vô cùng là tuyệt vời và chào mừng tất cả các anh chị cùng quay trở lại chuỗi livestream 21 ngày chiến lược thịnh vượng khai thông dòng chảy về tài chính của Thanh An. Và Thanh An xin gửi lời chào, lời chúc đến tất cả các anh chị đang có mặt trong buổi dung chiều ngày hôm nay, cũng như tất cả các anh chị đang xem trực tiếp livestream của Thanh An nhé. Và chúc cho tất cả các anh chị một buổi chiều tràn đầy năng lượng, thành công, giàu có, mạnh khỏe và hạnh phúc trọn vẹn suốt cả cuộc đời các anh chị hà. Rồi ok các anh chị nhé. Và ngày hôm nay thì Thanh An lại tiếp tục quay trở lại với các anh chị trong một chu kỳ tháng 12 bùng nổ để giúp cho chúng ta có được một cái kết quả gia tăng doanh thu, gia tăng lợi nhuận, bùng nổ doanh số trong dịp cuối năm, cũng như là chúng ta có được một cái sự chuẩn bị cho năm 2024 vô cùng là tuyệt vời các anh chị nha. Rồi ok các anh chị ha, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào xem livestream cũng như là cùng nhau tắt tên, cùng nhau chia sẻ những cái đường link vô cùng là tuyệt vời này để giúp cho những người bạn của chúng ta nhận được thật là nhiều bí kíp trong buổi chiều ngày hôm nay các anh chị nhé, trong buổi tối ngày hôm nay được không ạ? Rồi các anh chị hãy cùng nhau share những cái đường link này cho những người bạn của mình, và Thanh An cũng sẽ share đường link này để biết để gửi cho những người bạn của mình để biết rằng chiều hôm nay Thanh An đã livestream rồi các anh chị ha. Rồi ok các anh chị nhé. Rất là tuyệt vời ha. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì ngày hôm qua Thanh An đã cùng với các anh chị trong cái ngày mà chúng ta thiết lập nên một cái mục tiêu về tài chính 30 ngày đúng không ạ? Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta đã viết về bức tranh 30 ngày về tài chính thì có thể là cùng comment tôi được không ạ? Rồi anh chị nào chúng ta chưa biết cách viết bức tranh 30 ngày về tài chính thì có thể là liên hệ trực tiếp với Thanh An. Thanh An sẽ gửi vào cũng như là hướng dẫn các anh chị viết về cái bức tranh 30 ngày các anh chị ha. Rồi đó là một cái mục tiêu rất là quan trọng trong một tháng các anh chị. 30 ngày thì chúng ta cần phải có được một cái bức tranh về kết quả tài chính của mình các anh chị nhé. Và chúng ta hãy liên hệ trực tiếp tại với Thanh An để mà chúng ta có thể là được sửa về cái bức tranh tài chính 30 ngày được không ạ? Còn nếu như mà chúng ta tự làm theo ý mình thì có thể là nó chưa đúng các anh chị ha. Cho nên là các anh chị hãy liên hệ với Thanh An để mà Thanh An gửi cho các anh chị những bài mẫu các anh chị nhé. Rồi ok các anh chị ha, và một cái điều mà anh chị cần ghi nhớ đó là gì? Đó là chúng ta cần phải luyện tập các anh chị nha. Sau khi mà chúng ta viết ra một cái bức tranh về tài chính rồi á, thì chúng ta cần phải luyện tập và hình dung tưởng tượng ít nhất 50 lần một ngày được không các anh chị? Cái việc mà chúng ta tập trung vào cái bức tranh của mình, cái bức tranh về tài chính á, thì chúng ta phải hình dung nó giống như là một cái hình ảnh, một cái cuốn phim các anh chị. Chúng ta hãy tua nhanh cái hình ảnh đó bên trong tâm trí của mình khoảng tầm 10 giây thôi các anh chị nhé. Chúng ta không cần phải gọi là gì hình dung từ đầu đến cuối đâu các anh chị, mà chúng ta chỉ tập trung hình dung vào cái hình ảnh, cái khoảnh khắc mà tiền á, nó cộng vào trong tài khoản ngân hàng của mình được không ạ? Ấy, và khi mà tiền cộc vào trong tài khoản ngân hàng của các anh chị và các anh chị ăn mừng thành công như thế nào, và anh chị viết ra một cái bức tranh á, thì nó có màu sắc các anh chị nhé. Chúng ta viết ra một cái bức tranh có đầy đủ hình ảnh và màu sắc đầy đủ rõ nét, nhưng mà khi mà chúng ta hình dung tưởng tượng thì chúng ta chỉ hình dung tưởng tượng cái khúc mà tiền về thôi các anh chị nhé. Được không ạ? Chứ không thôi á, nếu như mà cái việc mà chúng ta ngồi hình dung từ đầu đến cuối á, trong cái khi mà chúng ta ngồi hình dung từ đầu đến cuối thì cái ý thức của chúng ta nó sẽ chen vào giữa chừng các anh chị nha. Nó sẽ chen vào giữa chừng được không ạ? Làm cho các anh chị là hơi bị gồng, và khi đó thì sẽ khiến cho bức tranh của các anh chị là nó hơi bị nhòe đi được không ạ? Chứ không thôi á. Đấy, cho nên là nhiều anh chị nói rằng là gì, hình dung hoài nó không ra là như vậy đó các anh chị, đúng không ạ? Vậy nên á, chúng ta phải hình dung cái khúc mà cái hình ảnh mà cái lúc mà chúng ta ăn mừng thành công á các anh chị nhé. Và anh chị có thể là làm thôi những cái bức tranh 30 ngày cũng được các anh chị. Và nhớ là khi mà chúng ta trong một ngày á, là chúng ta phải hình dung ít nhất là 50 lần một ngày. Để làm gì ạ? Để tiềm thức biết rằng đây là một cái mục tiêu mà các anh chị đang ưu tiên thực hiện cái mục tiêu này nhất.
Đây là cái mục tiêu mà các anh chị ưu tiên để mà đạt được cái mục tiêu này nhất. Và các anh chị nói đi nói lại, lặp đi lặp lại với cái tiềm thức của mình, nó đang là gì ạ? Đây là cái mục tiêu mà mình rất là mong muốn đạt được các anh chị nhé. Được không ạ? Rồi chúng ta có một cái hình ảnh, đó là gì? Đó là chúng ta đang ngồi ăn trong một cái nhà hàng 5 sao cùng với gia đình của mình, thì bỗng nhiên là tin nhắn điện thoại tinh tinh rung lên, và các anh chị cầm điện thoại lên thì anh chị thấy là tiền cộng vào trong tài khoản ngân hàng của mình, đúng không ạ? Rồi và trong những cái chu kỳ trước thì Thanh An có có chia sẻ với các anh chị, đó là gì? Các anh chị là có thể là lên những cái app, chúng ta edit những cái hình ảnh cộng tiền về trong cái tài khoản ngân hàng của mình. Các anh chị có thể là chỉnh bất cứ một cái hình ảnh nào mà tiền cộng về trong cái tài khoản ngân hàng của mình, các anh chị nhé. Và các anh chị cài đặt vào trong màn hình điện thoại, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ luyện tập. Luyện tập giống như là một diễn viên đó các anh chị. Tức là sao? Tức là khi mà cái tiền về của mình á, mình vui mừng, mình hạnh phúc như thế nào. Wow, hôm nay là tôi đã đạt được cái mục tiêu 30 ngày về tài chính của mình rồi. Hôm nay là đạt chính xác mục tiêu 30 ngày rồi. Và mình ăn mừng như thế nào các anh chị? Được không ạ? Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị á, anh chị hình dung ra được cái bí kíp này thì có thể là cùng comment tôi được không ạ? Đó là gì? Đó là chúng ta cài cái hình ảnh mục tiêu 30 ngày lên cái hình điện thoại nữa các anh chị nhé. Và khi á, mà các anh chị lấy ra, anh chị hình dung mục tiêu của mình á, thì sao ạ? Thì anh chị lấy cái hình đó ra, và anh chị hình dung tưởng tượng đến cái hình ảnh mà cái thời điểm mà các anh chị nhận được cái số tiền đó vào trong tài khoản ngân hàng của mình là như thế nào. Và lúc đó mình yeah và mình nói cái câu gì các anh chị? Đấy, và các anh chị phải hình dung rằng á, là cái điều đó nó đã xảy ra rồi, giống như là cái việc mà các anh chị trở thành một cái diễn viên các anh chị nhé. Rồi nhiều anh chị nói rằng là gì, em ơi chị làm cái này điều này chị ngại lắm, bởi vì cái điều này á là sao, chị không có quen, điều này nó giống như là không bình thường ấy. Thế thì bây giờ không bình thường nhưng mà tiền đầy túi thì sao ạ? Còn hơn là cái việc mà chúng ta không có tiền các anh chị nhé. Và đây là một cái câu mà Thanh An học được từ bác TH Ecker các anh chị. Đó là gì? Đó là người thành công á, là cái người á, mà họ có thể làm những cái điều mà không bình thường các anh chị. Không bình thường ở đây không phải là làm những cái việc khùng điên đâu các anh chị, mà không bình thường ở đây là làm những cái việc mà những người không thành công họ không dám làm các anh chị nhé. Họ không dám làm các anh chị, đúng không ạ? Giống như là gì? Khi mà người thành công á, họ có một cái thói quen, đó là khi mà tiền về á, thì họ hôn vào hai cái ngón tay cái của mình. Đó là gì? Tôi là nam châm siêu hút tiền, tôi là nam châm thu hút tài sản các anh chị. Đó là một cái thói quen ha. Còn đối với những cái người mà chưa thành công á, thì họ lại thấy tiền y như là một cái của nợ. Đấy, họ thấy tiền thì họ lại nói sao? Ôi, lại là hóa đơn. Ôi, lại là thế này, lại thế kia. Còn đối với người thành công á, thì họ thấy tiền thì sao? Rất là ơn. Bởi vì sao? Bởi vì tiền á, nhờ cái tiền, nhờ có tiền á, mà họ chi trả được những cái hóa đơn của họ. Đấy, được không ạ? Vậy nên á, người thành công á, họ làm những cái mà người không thành công họ không làm. Cho nên người thành công họ mới có những cái kết quả mà người không thành công họ không có các anh chị ha. Được không ạ? Đấy, rồi anh chị hãy lên cái app các anh chị tải về, và các anh chị chỉnh sửa hình ảnh, và các anh chị cài vào trong hình nền điện thoại của mình các anh chị ha. Chúng ta ám thị cái mục tiêu của mình vào trong tầng tiềm thức, được không ạ? Đấy. Và để mà ứng dụng luật hấp dẫn một cách hiệu quả các anh chị, thì chúng ta là chúng ta phải hình dung tưởng tượng các anh chị nhé, liên tục ám, chúng ta phải liên tục ám thị cái mục tiêu của mình vào trong tầng tiềm thức của mình. Và sao ạ? Và luật hấp dẫn nói rằng là gì? Cái gì có ở bên trong thì cái đó có ở bên ngoài. Vậy nên nếu như mà các anh chị muốn hấp dẫn một cái mục tiêu nào đó thì đầu tiên là bên trong mình á, các anh chị phải có được cái điều đó đã các anh chị, được không ạ? Và chúng ta cần phải có một cái đích đến các anh chị nhé. Tức là sao? Tức là chúng ta cần phải có một cái mục tiêu rõ ràng, giống như là cái con thuyền mà các anh chị muốn cho ra khơi á, thì mình phải biết là con thuyền nó muốn đi về đâu và cái đích đến của nó là như thế nào các anh chị, được không ạ?
Cho nên là chúng ta cần phải có mục tiêu là cái điều đầu tiên để làm gì, để tiềm thức của mình cũng như là luật hấp dẫn á, nó đang vận hành giúp cho các anh chị thu hút được những cái kết quả, cũng giúp như cũng giống như là cái việc mà giúp cho các anh chị thu hút được những cái nguồn lực và giúp các anh chị đạt được những cái điều mà chúng ta mong muốn các anh chị nha. Đấy. Và đầu tiên thì chúng ta cần phải có một cái mục tiêu 30 ngày. Mục tiêu 30 ngày thì các anh chị hôm qua Thanh An đã hướng dẫn cho các anh chị viết một cái bức tranh tài chính 30 ngày rồi các anh chị ha. Và ở đây nếu như mà các anh chị nào là chúng ta là người mới á, chúng ta chưa biết cái cách viết mục tiêu 30 ngày như thế nào á, thì các anh chị hãy inbox trực tiếp cho Thanh An để được hướng dẫn cụ thể hơn các anh chị nha. Được không ạ? Đấy. Và cái mục tiêu thứ hai mà chúng ta cần đạt được đó là gì? Đó là mục tiêu 6 tháng các anh chị nha. Chúng ta cần phải làm, chúng ta cần phải có một cái bức tranh mục tiêu 6 tháng, được không ạ? Và cái bức tranh mục tiêu 6 tháng thì chúng ta sẽ cài đặt bằng cái cách, có những cái cách để mà giúp cho chúng ta cài đặt cái bức tranh mục tiêu 6 tháng, được không ạ? Vậy thì hôm nay Thanh An sẽ hướng dẫn các anh chị cái cách để mà chúng ta cài đặt cái mục tiêu này, làm sao để giúp cho chúng ta trong vòng 6 tháng chúng ta có thể đạt được những cái điều mà chúng ta đề ra, những cái điều mà chúng ta đặt ra các anh chị ha. Được không ạ? Và cái bức tranh mục tiêu 6 tháng thì chúng ta sẽ viết thành nó thành một cái bản thôi miên các anh chị nha. Và thôi miên ở đây á, thì nó là một cái phương pháp khoa học, chứ nó không phải là một cái không an toàn như ngoài kia người ta hay nói rằng là gì, thôi miên dùng để ám hại người này, ám hại người kia, được không ạ? Đấy. Và vì sao mà chúng ta cần phải làm bản thôi miên các anh chị? Vì thôi miên là một bộ môn khoa học, và thôi miên á, nó là một trong những cái công cụ mà giúp cho chúng ta giao tiếp với tiềm thức một cái cách rất là hiệu quả các anh chị nhé. Và các anh chị cứ hình dung như thế này nè, như là một cái tảng băng trôi á các anh chị, như là một cái tảng băng trôi thì cái phần ở trên á, thì nó là cái phần ý thức, nó chỉ chiếm có 5%, 5% thôi. Và cái phần mà chìm ở dưới nước á, thì nó chiếm 95% lận. Thì cái phần chìm ở dưới nước thì nó chính là cái tiềm thức của chúng ta các anh chị nhé. Đấy. Bây giờ á, các anh chị phải làm sao này? Chúng ta đưa cái mục tiêu của mình á, nó vào sâu bên trong cái tầng tiềm thức của mình ấy. Thì khi mà cái mục tiêu của mình nằm sâu bên trong tầng tiềm thức của mình thì ông đèn thần cũng như là tiềm thức của chúng ta, cũng như là luật hấp dẫn sẽ thu hút đến cho các anh chị những cái nguồn lực để giúp cho mình đạt được những cái điều mà anh chị mong muốn, được không ạ? Đấy, biến mọi điều anh chị mong muốn trở thành hiện thực. Và ở đây á, thì các anh chị cần phải ứng dụng các anh chị nhé. Ứng dụng ở đây thì chúng ta nên làm một cái bảng thôi miên, và chúng ta cần phải làm một cái bảng thôi miên để giúp cho các anh chị đưa những cái mục tiêu của mình vào trong tầng tiềm thức rất là nhanh các anh chị ha. Và khi á, chúng ta đặt ra mục tiêu hàng tháng, ví dụ như là các anh chị đang đặt ra những cái mục tiêu 30 ngày đúng không ạ? Mục tiêu 30 ngày thì chúng ta đang đặt những cái mục tiêu nó chỉ là gấp đôi thôi. Nhưng mà cái mục tiêu 6 tháng á, thì nó khác các anh chị. Mục tiêu 6 tháng nó sẽ thôi thúc cái việc mà các anh chị phát triển mạnh mẽ hơn, và chính cái điều đó sẽ khiến cho các anh chị có những cái cảm xúc mãnh liệt hơn để các anh chị hành động. Và 6 tháng thì nó có rất là nhiều những cái mục tiêu. Ngoài những cái mục tiêu về tài chính ra thì nó còn có mục tiêu về sức khỏe và mối quan hệ nữa các anh chị nhé. Và khi mà chúng ta đặt ra một cái mục tiêu 6 tháng á, thì sẽ giúp cho các anh chị cài đặt lại những cái tư duy, những cái niềm tin, những cái thói quen của mình, được không ạ? Cho nên á, là chúng ta cần phải làm một cái bức tranh 6 tháng luôn các anh chị nhé. Chứ không phải là mình gọi là gì, mình phải đợi là mình giỏi mình mới làm, mình phải đợi mình thành công mình mới làm. Mà sao mình phải làm rồi mình mới thành công các anh chị nhé. Mình làm thì mình mới giỏi được không ạ? Và quan trọng á, đó là khi mà chúng ta làm nên cái bức tranh 6 tháng á, thì các anh chị sẽ phát họa nên một cái con người mà trong vòng 6 tháng tới các anh chị sẽ trở thành. Trong vòng 6 tháng tới anh chị phát họa ra được một cái con người mà các anh chị muốn trở thành. Và khi mà mình phát họa ra được cái con người đó rồi thì một cái điều rất là tuyệt vời đó là gì? Đó là những cái phép màu á, nó sẽ diễn ra trên cái hành trình mà mình đạt được mục tiêu. Giống như là cái gì? Giống như á, là khi mà các anh chị đặt ra cái mục tiêu 6 tháng á, sẽ có những cái nguồn lực đến hậu thuẫn và hỗ trợ cho các anh chị để đạt được cái điều đó, được không ạ? Ấy,
và khi mà chúng ta ứng dụng tiềm thức các anh chị, thực ra chúng ta không phải ngồi để mà chúng ta tính toán là cái nguồn lực này nó ở đâu ra, cái điều này nó ở đâu ra. Vậy thì sao? Vậy nếu như mà chúng ta ngồi tính được á, thì chúng ta đang dùng ý thức rồi các anh chị ơi, chứ chúng ta đâu có dùng tiềm thức được. Vậy thì khi mà các anh chị ngồi mà chúng ta tính như vậy á, thì tiềm thức của các anh chị á, nó sẽ ngồi và nó gác chân lên. Bởi vì sao? Bởi vì nó không có việc gì để làm các anh chị. Nó ngồi nó nghĩ rằng là gì? Bây giờ chủ nhân của mình tính toán hết rồi. Vậy thì bây giờ á, mình có cần việc gì đâu phải mà làm, mình ngồi chơi thôi. Đấy, cho nên việc của các anh chị á, đó là gì? Đó là chúng ta cần phải viết ra một cái mục tiêu. Rồi sau đó thì sao ạ? Còn cái cách nào để mà chúng ta đạt được á, thì việc đó là của ai các anh chị ơi? Việc của chúng ta đó là ra quyết định. Vậy thì cái việc còn lại là của ai lo các anh chị? Việc của ai? Đó là gì? Đó là việc của vũ trụ và tiềm thức lo các anh chị nha. Đó không phải là việc của mình, vậy nên mình đừng có dành việc của vũ trụ và tiềm thức, đúng không ạ? Mình chỉ cần hoàn thành đó là gì? Cái việc của mình thôi, đúng không ạ? Và bao nhiêu trong số tất cả các anh chị ở đây, chúng ta cam kết rằng chúng ta sẽ hoàn thành được đúng cái công việc của mình. Đó là gì? Đó là chúng ta ra quyết định về những cái điều mà chúng ta thực sự mong muốn các anh chị nha. Chứ mình đừng có ngồi mình suy nghĩ ôi trời ơi giờ làm sao để đạt được cái mục tiêu này, giờ làm sao để đạt được cái số tiền này. Nếu như mà các anh chị biết cái cách làm á, thì anh chị đã đạt được cái điều đó từ lâu rồi các anh chị. Được không? Nếu như mà bây giờ các anh chị đã thực sự, nếu như mà các anh chị biết cách làm thì các anh chị cũng đã bắt tay vào làm rồi, đúng không các anh chị ơi? Được không ạ? Đấy, và chúng ta cũng phải nhớ đó là gì? Đó là tất cả những cái thứ mà chúng ta đạt được á, thì chính bằng cái giá trị nội tại của mình. Và giá trị nội tại của mình thì chính bằng cái tư duy gốc rễ cộng với cái giá trị mình trao cho cộng đồng các anh chị nhé. Chúng ta hãy nắm lòng cái quy luật này các anh chị ha. Được không ạ? Và đối với cái bức tranh 6 tháng á, thì ngay bây giờ Thanh An sẽ hướng dẫn với các anh chị cái cách mà chúng ta làm bức tranh 6 tháng luôn các anh chị nhé. Và bây giờ thì Thanh An sẽ hướng dẫn và sau đó các anh chị sẽ hoàn thành một cái bức tranh hoàn chỉnh, được không ạ? Và trong vòng 6 tháng tới các anh chị cần phải viết ra đó là gì? Đó là 10 cái mục tiêu mà các anh chị mong muốn đạt được trong 6 tháng tới là cái gì? Trong 6 tháng tới, được không ạ? 10 mục tiêu các anh chị nhé. 10 mục tiêu về cả ba khía cạnh, về tài chính, về sức khỏe và cả mối quan hệ. Và chúng ta viết theo cái cú pháp đó là gì? Đó là tôi có, tôi là, tôi sở hữu, đúng không ạ? Giống như là gì? Giống như là trong 6 tháng tới đi. Đầu tiên là mình phải dùng ở thì hiện tại các anh chị nhé. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2024. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2024. Tôi đã sở hữu cho mình một cái cuốn sổ tiết kiệm. Anh chị muốn sở hữu cái cuốn sổ tiết kiệm bao nhiêu tiền, các anh chị ghi vào. Đầu tiên là chúng ta ghi về tài chính các anh chị nhé. Bây giờ anh chị phải ghi rõ ra là trong vòng 6 tháng tới thì các anh chị đang có cái mức thu nhập là bao nhiêu. Các anh chị gấp 10 lần cái thu nhập hiện tại thì các anh chị nhé. Đối với cái mức thu nhập tài chính 30 ngày á, thì các anh chị gấp đôi lên. Nhưng mà đối với cái bức tranh mục tiêu 6 tháng thì chúng ta gấp 10 lần lên, được không ạ? Bức tranh 6 tháng là chúng ta gấp 10 lần lên các anh chị nha. Còn nếu như mà các anh chị gấp lên á, gấp 10 lần lên mà bên trong các anh chị có cái sự mâu thuẫn nội tâm á, thì sao ạ? Thì chúng ta gấp 5 thôi các anh chị ha. Được không ạ? Đấy, đó là về khía cạnh tài chính các anh chị nha. Tài chính các anh chị đang mong muốn sở hữu một cái cuốn sổ tiết kiệm bao nhiêu tiền. Rồi các anh chị xác định này, cái thu nhập trong vòng 6 tháng tới, ngày 9 tháng 6 năm 2024, cái thu nhập, cái mức thu nhập trong vòng 1 tháng của các anh chị là bao nhiêu. Đấy, các anh chị trong vòng 6 tháng tới các anh chị có đang sở hữu thêm một cái tài sản nào không? Tài sản ở đây thì nó có thể là bất động sản, một bất động sản hay hai bất động sản. Rồi sao nữa ạ? Cái đó thì các anh chị ghi vào ha. Hay là các anh chị sở hữu ô tô, các anh chị sở hữu nhà. Được không ạ? Rồi các anh chị kinh doanh thì trong vòng 6 tháng tới, các anh chị kinh doanh đang có một cái quy mô là bao nhiêu? Các anh chị mong muốn sở hữu là một cái quy mô như thế nào? Và các anh chị đã phát triển ở trên bao nhiêu quốc gia rồi? Đấy. Nếu như mà các anh chị phát triển một cái công việc kinh doanh ở Việt Nam thì các anh chị cũng phải ghi rõ ra là cái công việc kinh doanh của mình á phát triển ở bao nhiêu tỉnh thành, đúng không ạ?
À, mình cần phải ghi ra rõ ra các anh chị nhé. À, rồi trong vòng 6 tháng tới này, à, cái con người mà các anh chị muốn trở thành là một cái con người như thế nào? À, có tính cách, có đặc điểm ngoại hình, có những cái đặc điểm như thế nào? À, các anh chị muốn trở thành một doanh nhân, một thương nhân kinh tế lỗi lạc này. À, rồi các anh chị mong muốn có bao nhiêu nguồn thu nhập, bao nhiêu dòng thu nhập, thì các anh chị cần phải ghi rõ ràng ra các anh chị nhé. Anh chị mong muốn có 3 nguồn, anh chị mong muốn có 5 nguồn, hay là anh chị mong muốn có một nguồn, hai nguồn. À, các anh chị ghi rõ ra những cái nguồn thu nhập của mình các anh chị nhé. À, được không ạ? À, rồi thêm một cái khía cạnh cạnh nữa, đó là gì? Đó là về sức khỏe. À, các anh chị mong muốn có được một cái sức khỏe như thế nào? À, body 3 vòng như thế nào các anh chị? À, 85, 65, 90 đấy. À, rồi gì nữa các anh chị? Cao 1m3 mấy? À, các anh chị có thể là cho mình cao thêm bao nhiêu nữa các anh chị nhé? À, các anh chị cứ ghi ra đi các anh chị. À, mình đừng có nghĩ rằng cái điều đó nó không thể các anh chị nhé. À, về cơ thể của mình có body như thế nào? À, rồi sức khỏe của mình á, anh chị đang mong muốn là cải thiện một cái điều gì đó trên cái cơ thể của mình, hoặc là các anh chị đang có một cái bộ phận nào đó mình đang bị đau, mình chưa có được khỏe, hoặc là có một cái vấn đề nào đó trên cái cơ thể của mình mong muốn cái chỗ đó nó được khỏe hơn đấy, thì mình cũng cần phải ghi ra. À, được không ạ? À, giống như là Thanh An có những cái người bạn của mình á, là họ có những cái vấn đề chưa được khỏe về cổ vai gáy nè. À, rồi sao ạ? À, rồi họ viết ra trong cái bức tranh của họ đó là gì? Đó là một cái bức tranh về một cái cơ thể khỏe mạnh, sức khỏe tràn đầy, thì bỗng nhiên có những cái nguồn lực đến cho họ những cái biện pháp giúp họ cải thiện những cái vấn đề về cơ xương khớp và các anh chị nha. Đấy, cho nên là rất là tuyệt vời các anh chị. À, rồi trong vòng 6 tháng tới các anh chị sở hữu một cái ngoại hình như thế nào, mái tóc như thế nào các anh chị, dài hay ngắn, đúng không ạ? À, rồi vậy nên á, chúng ta cần phải rõ ràng về trong cái bức tranh 6 tháng các anh chị nhé. Đầu tiên á, là về tài chính của mình, về một cái cuốn sổ tiết kiệm nè, về cái tài sản mà các anh chị muốn sở hữu nè, về cái thu nhập nè, về cái quy mô kinh doanh nè, về cái sự phát triển của cái kinh doanh, công việc kinh doanh của các anh chị, rồi về khía cạnh sức khỏe này. Các anh chị đang có một cái sức khỏe như thế nào, những cái vấn đề nào của sức khỏe các anh chị cần mong muốn được cải thiện và được khỏe khoắn hơn đấy. Rồi mình cũng phải viết ra một cái những cái mục tiêu về sức khỏe cho những người thân và gia đình của mình, ví dụ như là bố mẹ của các anh chị hoặc là con cái của các anh chị. Nếu như mà bố mẹ hoặc là con cái của mình mà không khỏe thì mình cũng đâu có vui và mình cũng đâu có yên tâm để mình làm việc đâu, đúng không các anh chị? Đấy, nên là chúng ta cũng phải ghi mục tiêu về sức khỏe cho những người thân của mình, những người thân yêu trong gia đình của mình nữa các anh chị nhé. Được không ạ? Những người thân yêu trong gia đình, nội ngoại hai bên, được không ạ? Rồi tiếp theo là gì? Mục tiêu về mối quan hệ các anh chị nhé. Rồi, mối quan hệ thì trong đó là mối quan hệ giữa mình với mình nè, mình với mình hòa hợp với nhau, mình với mình hợp nhất là một các anh chị. Thấu hiểu nhau, và cái điều này á, mình cần phải có các anh chị nhé. Mình đừng có nghĩ là mình đã thấu hiểu mình rồi. Ngày trước thì Thanh An cũng nghĩ vậy đó các anh chị. Nhưng mà sao? Nhưng mà mình nhìn vào cái kết quả của mình á, thì mình đã thấy được rằng đó là gì? Đó là mình với chính mình chưa hòa hợp. Và khi mà mình với chính mình chưa hòa hợp á, thì cái kết quả bên ngoài của mình á các anh chị, nó rất là lộn xộn các anh chị ha. Và mình cũng cảm nhận được cái điều đó ngay từ cái cuộc sống của mình, đúng không ạ? Rồi cái gì? Rồi cái mối quan hệ của mình đối với những cái con người bên trong gia đình của mình, chồng hoặc vợ của mình các anh chị, được không ạ? Và việc của mình á, đó là gì? Đó là mình hãy ra những cái quyết định, viết nên những cái mục tiêu mà mình mong muốn các anh chị nha. Và việc của mình đó là gì? Đó là mình phải xác quyết với cái mục tiêu của mình. Và nếu như mà mình biết được rằng á, đây là những cái mục tiêu mà các anh chị khao khát cháy bỏng trong cái cuộc đời của mình á, thì mình đừng có thay đổi những cái mục tiêu của mình các anh chị nhé. Nếu như mà cái hướng này á, đi không được thì mình sẽ tìm cái hướng khác các anh chị nhé. Và cỡ nào á, thì mình cũng đạt được cái mục tiêu đó thôi các anh chị. Được không ạ? Chỉ có không đi thì không đến thôi các anh chị nhé. Vậy nên đừng có bao giờ từ bỏ cái mục tiêu của mình, được không ạ?
đừng có bao giờ từ bỏ một cái cuộc sống, một cái ước mơ mà mình đang hướng tới, một cái cuộc sống mà các anh chị đang mong muốn, một cái cuộc sống mà cái cuộc sống mà các anh chị mơ ước á, thì không ai trên cái hành tinh này có quyền mà cười vào cái điều mà các anh chị mong muốn cả, đúng không ạ? Và không có bất kỳ ai trên cái cuộc đời này á có cái quyền mà gọi nói với các anh chị là bỏ đi cái giấc mơ của các anh chị, bảo các anh chị là không xứng đáng đâu đấy, trừ khi mà các anh chị cho phép thôi. Chứ nếu mà các anh chị không cho phép ạ, thì không ai có thể nói với các anh chị cái điều đó được đâu ạ. Vậy nên bao nhiêu trong số tất cả các anh chị, chúng ta cam kết cùng với câu một đồng hành cho đến khi mình đạt được những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình, thì có thể là cùng comment tôi được không ạ? Đấy. Và mình đừng cho phép bản thân mình, hoặc là mình đừng cho phép những người khác họ cười vào những cái mục tiêu của mình các anh chị nhé. Mình đừng cho phép bất kỳ ai có thể làm sao nhãng hoặc là chật đi cái mục tiêu của cuộc đời mình các anh chị nha. Đấy. Cho nên chúng ta phải viết ra thật là rõ ràng về những cái mục tiêu của mình mong muốn các anh chị nha. Mục tiêu về tài chính, mục tiêu về sức khỏe, mục tiêu về mối quan hệ các anh chị. Rồi mối quan hệ này, những anh chị nào mà chúng ta đang có những mối quan hệ với gia đình của mình á, mà nó đang chưa có hòa hợp á, chúng ta đang có những mối quan hệ với đối tác, mối quan hệ với khách hàng của mình, với bố mẹ, với gia đình của mình mà nó chưa được hòa hợp, thì các anh chị cần phải ghi ra hết những cái mục tiêu đó nha. Mình ghi đó là gì? Tôi và chồng của tôi yêu thương thấu hiểu. Và anh chị nào mà chúng ta nhớ là chúng ta đã có chồng, chúng ta đã có vợ, thì chúng ta phải ghi rõ họ tên chồng và vợ của mình ra các anh chị nha. Chị nào mà có chồng rồi thì chúng ta ghi rõ họ tên chồng của mình ra. Chị nào, anh nào mà có vợ thì chúng ta ghi rõ họ và tên của vợ mình ra, được không ạ? Chúng ta trong vòng 6 tháng chúng ta ghi ra cái mối quan hệ với chồng của mình, với vợ của mình, với con của mình, với bố mẹ của mình, với khách hàng, với đối tác của mình các anh chị. Chúng ta có những cái đối tác, chúng ta có những cái người cộng sự như thế nào, chúng ta có những cái người khách hàng như thế nào. Trên cái hành trình các anh chị đi kinh doanh, các anh chị mong muốn gặp những người khách hàng như thế nào. Đấy. Đối với những anh chị nào mà chúng ta đang kinh doanh á, thì chúng ta nên ghi ra đó là gì? Đó là khách hàng của tôi là những người dễ tính, dễ chịu, dễ chiêu. Họ nhanh, mua nhanh, trả tiền nhanh các anh chị. Khi mà các anh chị ghi ra cái mục tiêu khách hàng của các anh chị như vậy á, thì khách hàng đến với các anh chị là đều là những cái người mà họ trả hỏi và trả tiền thanh toán rất là nhanh, và họ rất dễ chịu, dễ chiều các anh chị nhé. Không có lằng nhằng rồi, không có gọi là gì rề rề đâu các anh chị, mà toàn những người dễ tính, dễ chịu, dễ chiều các anh chị nhé. Được không ạ? Rồi mục tiêu của các anh chị về những người đối tác là người như thế nào? Đối tác của các anh chị là những người có tâm, có tầm, có tài. Đúng không ạ? Mình ghi rõ ra những người uy tín, chân thực, chân thành, hợp tác đầy thiện ý, hợp tác đáng tin cậy. Đúng không ạ? Rồi những người cộng sự của mình là những người có tâm, có tầm, có tài. Hay như thế nào đó các anh chị ghi ra. Và khi mà các anh chị nghe cái bức tranh này á, thì tiềm thức của mình á, nó biết được rằng đó là gì. Đây là cái mục tiêu, đây là cái thứ mà những cái điều mà các anh chị mong muốn, và tiềm thức của các anh chị sẽ tìm ra cho các anh chị những cái nguồn lực rất là nhanh, được không ạ? Được không anh chị ơi? Và các anh chị ghi ra các anh chị nhé. Các anh chị ghi ra một cái bức tranh được không ạ? Hôm nay ngày 9 tháng 6 năm 2024, tôi đã sở hữu được nè. Tôi có, tôi là, tôi sở hữu các anh chị. Đấy, chúng ta viết ra 10 mục tiêu các anh chị nhé. Và chúng ta nhớ là chúng ta cần phải có đầy đủ 3 yếu tố. Đó là gì? Đó là tài chính, đó là sức khỏe, đó là mối quan hệ, được không ạ? Có đầy đủ 3 yếu tố các anh chị nha. Và anh chị cần phải hiểu một cái quy luật của vũ trụ. Đó là gì? Đó là phép màu từ bên trong tâm trí của mình các anh chị nha. Và không có bất cứ cái điều gì nằm ở ngoài kia đâu các anh chị. Chúng ta hoàn toàn có thể tạo được tất cả những cái điều mà chúng ta mong muốn từ chính những cái suy nghĩ, từ chính những cái cảm xúc của mình. Và chúng ta thiết kế nó có từ bên trong tâm trí, thì sẽ có những cái nguồn lực đến giúp cho chúng ta đạt được những cái mục tiêu của mình các anh chị nha. Đấy.
Và khi mà chúng ta viết ra một cái bức tranh mục tiêu 30 ngày xong rồi, chúng ta viết ra làm bạn thôi miên về bức tranh 6 tháng xong rồi á, thì chúng ta cần phải bắt tay vào hành động các anh chị nhé. Chúng ta hành động như thế nào, các bước cụ thể như thế nào, vậy thì trong những ngày tới cũng như là trong thời gian tới thì Thanh An sẽ hướng dẫn cho các anh chị từng cái chiến lược cụ thể để giúp cho chúng ta đạt được từng cái mục tiêu, chinh phục từng cái mục tiêu 30 ngày, mục tiêu 6 tháng, mục tiêu 1 năm, mục tiêu 3 năm, và thậm chí là những cái mục tiêu xa hơn nữa các anh chị nhé. Được không ạ? Và khi mà chúng ta hành động á thì vũ trụ mới thu hút cho chúng ta những cái nguồn lực đến để giúp cho các anh chị thực thi được mục tiêu các anh chị ha. Và việc của mình đó là gì? Đó là chúng ta cần phải nắm bắt và hành động các anh chị nhé. Chúng ta cần phải nắm bắt và hành động, được không ạ? Và bức tranh 6 tháng thì chúng ta cần phải vẽ nên bên trong tâm trí của mình. Cái việc mà chúng ta vẽ nên cái bức tranh thành công, đây là một cái bức tranh thành công có chủ đích các anh chị nhé. Ví dụ các anh chị biết hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2024, tôi đang cùng gia đình của tôi có mặt tại Dream Center, một trong những cái nhà hàng 5 sao đẳng cấp nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, để cùng ăn mừng thành công trong vòng 6 tháng vừa qua mà tôi đã đạt được đấy. Các anh chị mặc một bộ đầm nào đó, các anh chị mặc một bộ váy nào đó, các anh chị hãy mô tả thật cụ thể cái hình ảnh của các anh chị cùng với gia đình của mình tại cái thời, tại cái nơi mà các anh chị đang ăn mừng thành công trong vòng 6 tháng, được không ạ? Chứ không phải là mình chỉ viết ra một cái bức tranh là đang đi ăn mà tiền về, nó không phải là bức tranh 30 ngày các anh chị. Mà bức tranh 6 tháng là cái bức tranh mà các anh chị đang miêu tả cái hành trình thành công của mình, và chúng ta đang ngồi để mà chúng ta kể lại cái hành trình thành công của mình trong 6 tháng vừa qua các anh chị nhé. Chúng ta ngồi chúng ta kể lại trong 6 tháng vừa qua chúng ta đã đạt được những cái điều gì rồi, được không ạ? Các anh chị hình dung được không ạ? Và hai cái này nó khác nhau các anh chị nha. Hai cái này nó khác nhau các anh chị, được không ạ? Và trong cái phần mà bức tranh 6 tháng thì trước khi mà chúng ta vào cái bức tranh 6 tháng á, thì chúng ta cũng có một cái phần, đó là gì? Đó là chúng ta cần phải cài đặt lại cái tư duy các anh chị nhé. Chúng ta cần phải cài đặt lại cái tư duy, cái thứ mà nó đang cản trở cái sự thành công của chính mình các anh chị. Được không ạ? Thì cái về bức tranh 6 tháng thì Thanh An cũng có một cái bức tranh mẫu luôn các anh chị ha. Chúng ta sẽ có những cái câu để giúp cho chúng ta cài đặt lại những cái tư duy, những cái niềm tin mới, cài đặt lại cái niềm tin về sự thành công và sự giàu có của mình, được không ạ? Đấy. Vì sao ạ? Vì ai cũng có tiềm thức như nhau hết. Nhưng mà chúng ta, đa phần mọi người thì đều chưa có biết cái cách để mà chúng ta vận dụng tiềm thức của mình thôi, các anh chị, được không ạ? Và trong cái phần đầu mà chúng ta viết về cái bức tranh 6 tháng á, thì chúng ta sẽ cài đặt lại cái tư duy của mình các anh chị ha. Thì bây giờ thì Thanh An sẽ đọc cho các anh chị một cái đoạn mẫu các anh chị ha. Đoạn mẫu về cái bức tranh 6 tháng, anh chị nào mà chưa có biết cách viết bức tranh 6 tháng như thế nào hoặc là chưa được hướng dẫn thì các anh chị có thể là tham gia vào nhóm để được hướng dẫn chi tiết các anh chị nhé, hoặc là các anh chị inbox trực tiếp cho Thanh An để Thanh An gửi cho các anh chị cái bản mẫu về bức tranh 6 tháng, được không ạ? Rồi, thì Thanh An sẽ đọc cho các anh chị một đoạn các anh chị nhé. Và bây giờ là lúc tôi nói với tiềm thức của mình, tôi biết ơn và tin tưởng vào tiềm thức của mình, những gì trong tâm trí tôi đều trở thành hiện thực. Tôi xứng đáng hưởng cái sự thành công giàu có thịnh vượng và hạnh phúc trọn vẹn. Đấy, cái sự thành công là lẽ tự nhiên. Thành công và các cơ hội được húc mạnh về phía tôi, chúng quay quần ở tôi bất cứ nơi nào mà tôi có mặt. Đấy. Rồi, anh chị nào mà chưa có biết cái cách viết bức tranh mục tiêu 6 tháng thì các anh chị liên hệ trực tiếp với Thanh An để Thanh An hướng dẫn cho các anh chị cái cách mà chúng ta viết nên cái bức tranh 6 tháng các anh chị nhé. Đấy. Rồi cái phần
cái phần đầu á, thì chúng ta sẽ tự ghi theo mẫu các anh chị nhé. À rồi, cái phần đầu tiên của bức tranh 6 tháng thì chúng ta sẽ cài đặt lại cái tư duy và cũng như là cái niềm tin của những người thành công các anh chị ha. Cái phần đầu á, khi mà chúng ta viết về bức tranh mục tiêu 6 tháng thì chúng ta có mẫu các anh chị ha. Các anh chị liên hệ trực tiếp với Thanh An, Thanh An sẽ hướng dẫn các anh chị được không ạ? Còn bước sang cái phần thứ hai á, thì cái phần hai là cái phần mà chúng ta ăn mừng và hình dung cái việc mà chúng ta hình dung lại trong 6 tháng qua chúng ta đã đạt được những cái điều gì á. Như cái phần khi nãy Thanh An vừa nói đó là gì, các anh chị ghi ra 10 mục tiêu á, thì cái phần này các anh chị tự viết các anh chị nha. Chúng ta có mẫu cái phần 1 được không ạ? Nhưng cái phần 2 á, thì chúng ta tự viết các anh chị nha. Và Thanh An cũng chia sẻ với các anh chị những cái kiến thức mà Thanh An chia sẻ với các anh chị đều là cái kiến thức thật, đã được ứng dụng thật và tạo ra cái kết quả thật. Và quan trọng là anh chị nào chúng ta tin tưởng, chúng ta làm theo để mà chúng ta tạo ra cái kết quả thôi các anh chị ơi. Đúng không ạ? Và từ ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu thiết kế nên cho mình một cái bức tranh 6 tháng để giúp cho chúng ta sống một cái cuộc sống thật là trọn vẹn các anh chị nhé. Và chúng ta đừng có lựa là chỉ có cái này hoặc có cái kia các anh chị, mà chúng ta phải lựa chọn có tất cả đi các anh chị nhé. Chúng ta không có mất tiền để mà chúng ta lựa chọn các anh chị. Nhưng nếu như mà chúng ta không lựa chọn thì chúng ta không có các anh chị ha. Nhưng mà nếu mà chúng ta lựa chọn thì chúng ta sẽ có các anh chị nhé, đúng không ạ? Và Thanh An cũng chia sẻ với các anh chị một cái điều này luôn. Khi mà chúng ta cài đặt cái bức tranh 6 tháng của mình á, chúng ta sẽ có những cái phương pháp để giúp cho chúng ta cài đặt cái bức tranh 6 tháng vào bên trong tầng tiềm thức của mình. Và chúng ta sẽ sử dụng cả ba cái phương pháp này luôn các anh chị ha. Chúng ta sẽ sử dụng cả ba cái phương pháp này để làm sao mà chúng ta cài đặt được cái bức tranh 6 tháng đó vào sâu bên trong tầng tiềm thức của mình. Và khi mà chúng ta cài đặt được vào bên trong tầng tiềm thức của mình rồi á, thì tiềm thức thông qua luật hấp dẫn sẽ thu hút cho chúng ta những cái nguồn lực và giúp cho mình đạt được những cái mục tiêu các anh chị ha. Rồi, và bây giờ thì Thanh An sẽ hướng dẫn cho các anh chị những cái cách để mà chúng ta cài đặt cái bức tranh mục tiêu 6 tháng các anh chị nhé. Cái phương pháp đầu tiên đó là phương pháp chúng ta cần phải tự kỷ ám thị, được không ạ? Tự kỷ ám thị tức là sao? Tức là chúng ta sẽ lặp đi lặp lại cái điều mà chúng ta mong muốn. Và lặp đi lặp lại ở đây là chúng ta làm gì? Chúng ta nghe đi nghe lại, nói đi nói lại, nhìn đi nhìn lại những cái điều mà chúng ta mong muốn các anh chị nhé. Và chúng ta có thể lấy cái bức tranh 6 tháng của mình ra để mà chúng ta tuyên bố, chúng ta nói đi nói lại về cái bức tranh của mình, được không ạ? Chúng ta nói đi nói lại các anh chị nhé. Chúng ta tuyên bố và chúng ta đứng trước cái bản tầm nhìn của mình đó các anh chị. Chúng ta tuyên bố và chúng ta đứng trước cái bản tầm nhìn của mình các anh chị ha. Bản tầm nhìn là cái gì thì lát nữa Thanh An sẽ hướng dẫn các anh chị nhé. Đấy, chúng ta nhìn vào cái bản tầm nhìn của mình và chúng ta tuyên bố đó là gì? Đó là tôi hoàn thành xuất sắc cái mục tiêu của mình một cách vi diệu và một cách đầy phép màu. Tôi tin tưởng vào tiềm thức của tôi. Tôi tin tưởng mọi điều bên trong tâm trí của mình đều trở thành hiện thực. Các anh chị nói đi nói lại, nói đi nói lại cái câu tuyên bố này. Và khi mà chúng ta nói đi nói lại, lặp đi lặp lại những cái câu này đó là gì? Tôi tin tưởng tuyệt đối vào tiềm thức của mình. Tôi tin tưởng những cái mục tiêu cài vào trong tiềm thức của mình đều trở thành sự thật các anh chị nhé. Đúng không ạ? Chúng ta hãy tuyên bố đi, tuyên bố lại những cái câu này các anh chị nhé. Đấy. Và khi mà Thanh An chia sẻ với các anh chị như thế này, đó là gì? Đối với cái phương pháp mà tự kỷ ám thị á, khi mà chúng ta tuyên bố cái mục tiêu á, thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp này để tuyên bố mục tiêu 30 ngày của mình cũng được các anh chị nhé. Chúng ta tuyên bố ít nhất là 50 lần một ngày, đúng không ạ? Thì đây là một cái phương pháp được gọi là tự kỷ ám thị, và chúng ta nêu cái mục tiêu vào bên trong tầng tiềm thức của mình các anh chị nhé. Và khi mà chúng ta tự kỷ ám thị như thế này á, thì chúng ta đang nhắc nhở tiềm thức của mình á, nói rằng đây là gì? Đây là những cái điều mà chúng ta mong muốn các anh chị, được không ạ?
À, và cái phương pháp thứ nhất để mà giúp cho chúng ta cài đặt cái mục tiêu đó là gì? Đó là tự kỷ ám thị, và chúng ta nói đi nói lại các anh chị nha. Nói đi nói lại, tuyên bố đi, tuyên bố lại, tuyên bố về cái mục tiêu của mình. À, chúng ta tuyên bố những cái câu nói về tư duy nè, 17 tư duy triệu phú nè, những cái niềm tin hỗ trợ cho sự thành công nè, và những cái câu tuyên bố giúp cho các anh chị năng lượng nè, những cái câu tuyên bố để mà sao thúc đẩy các anh chị tiến tới cái mục tiêu của mình nhanh hơn, đúng không ạ? Chứ không thể nào mà mình tuyên bố cả cái bức tranh 6 tháng thì nó dài quá các anh chị nhé. À, tuyên bố bức tranh 6 tháng thì nó dài quá các anh chị, đúng không ạ? Và chúng ta chỉ tuyên bố 10 cái mục tiêu thôi các anh chị nha. À, đúng không ạ? Rồi cái thứ hai đó là gì? Đó là sau khi mà chúng ta đã nói đi nói lại thì chúng ta sẽ cho tiềm thức của mình thấy đi thấy lại cái mục tiêu của mình các anh chị ha. À, và để mà thấy đi thấy lại á, thì chúng ta sẽ làm nên một cái bảng tầm nhìn, đúng không ạ? À, cái cách mà chúng ta viết nên làm nên một cái bảng tầm nhìn, thì đầu tiên á, chúng ta có thể là mua một cái giấy A0 hoặc là cái giấy A1. À, đây là cái giấy mà làm báo tường á các anh chị, cái giấy bìa cứng á, tờ giấy cứng á. À, và sau đó các anh chị hãy lên trên Google á, chúng ta hãy tải hết những cái điều, những cái bức ảnh mà tương xứng với cái 10 cái mục tiêu mà các anh chị ghi ra các anh chị ha. Đấy, các anh chị có thể kiếm những cái hình ảnh nó hao hao với cái mục tiêu của mình được không ạ? Nếu mà giống luôn cái mục tiêu của mình thì càng tốt, nhưng mà chúng ta hãy tải những cái hình ảnh mà nó giống giống với cái mục tiêu của mình ha. Khi mà mình tải những cái mục tiêu đó về rồi, thì chúng ta ra tiệm photo và chúng ta nhờ người ta in cho mình, và mình in ở cái phổ mà khoảng tầm A5 là được rồi các anh chị ha. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ dán lên cái bìa cứng đó, dán lên cái tấm A0 đó, cái tấm bìa cứng đó, và làm thành một cái bảng tầm nhìn của mình các anh chị ha, đúng không ạ? Ví dụ các anh chị ghi một cái mục tiêu trong vòng 6 tháng tới của mình đó là gì? Đó là tôi sở hữu một cái cuốn sổ tiết kiệm bao nhiêu tiền đó. Thì anh chị lên Google các anh chị tìm kiếm ha. Trên Google nó đầy luôn các anh chị. Lên Google nó mình tải cái hình đó về đi các anh chị nhé. Được không ạ? Đấy. Hoặc là các anh chị ra một cái mục tiêu đó là gì? Tôi sở hữu một cái body 85, 65, 90. Đấy, trên Google đầy luôn các anh chị. Chúng ta lên đó chúng ta tải hình về các anh chị nhé. Hoặc là mục tiêu của các anh chị là gì? Các anh chị muốn sở hữu một cái căn nhà màu trắng, một cái biệt thự màu trắng, ba phòng ngủ giá bao nhiêu tiền, ở đường nào, màu gì. Đấy, anh chị lên Google và các anh chị search cái mục tiêu của mình ra các anh chị nhé. Search ra. Được ạ. Cái bước mà các anh chị lên Google, các anh chị tải hình ảnh về và các anh chị ra tiệm photo, các anh chị in đề can, các anh chị có làm được không ạ? Các anh chị có làm được không các anh chị ơi? Chúng ta nhờ người ta in một cái khổ A5 thôi các anh chị nhé. Một cái khổ tương xứng như thế này nè các anh chị, được không ạ? Đó. Chúng ta đừng có in to quá các anh chị ha, chúng ta in vừa vừa thôi. Và khi mà chúng ta in ra thì chúng ta đem về chúng ta dán các anh chị nhé. Chúng ta dán vào trong cái tấm bìa A0. Hoặc là các anh chị nào á, mà chúng ta sao chúng ta thích, chúng ta dán vào trong cái cuốn sổ ước mơ của mình ha các anh chị ha. Rồi là gì, chúng ta hãy dán tất cả những cái mục tiêu mà chúng ta viết ra vào bên trong cái một bảng tầm nhìn cũng như là trong cái cuốn sổ ước mơ của mình các anh chị nhé. Rồi các anh chị ghi thêm đó là gì, hôm nay ngày 9 tháng 6 năm 2024, tôi đã sở hữu ví dụ như là một cái chiếc xe Mercedes C200 màu xanh, màu trắng. Anh chị cần phải ghi rõ ra là hiệu gì, xe gì, màu gì, nội thất như thế nào, giá như thế nào nữa luôn các anh chị nha. Các anh chị cần phải ghi ra rõ ràng, được không ạ? Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị chúng ta đã hình dung ra được cái phương pháp tự kỷ ám thị và lặp đi lặp lại bằng hình ảnh thì các anh chị có thể là cùng comment tôi, được không ạ? Đấy. Và mỗi ngày á, các anh chị hãy dành cái thời gian ra để mà chúng ta nhìn lên vào cái bảng tầm nhìn của mình các anh chị nhé. Chúng ta phải nhìn mỗi ngày các anh chị, hoặc là chúng ta dán trong cuốn sổ ước mơ thì chúng ta phải mở ra chúng ta xem mỗi ngày các anh chị nhé. Rồi chúng ta hãy đọc cái câu tuyên bố mà chúng ta ghi ở dưới đó. Đó là gì? Tôi và gia đình của tôi có mặt tại châu Âu năm 2024, tháng 6 năm 2024 các anh chị.
cho anh chị hình dung là mình đến đó, mình quay phim, mình chụp hình mình như thế nào, và mình bắt đầu khi mà mình nhìn vào cái bức tranh đó thì mình hình dung nó ra như thế nào, và mình cảm nhận thấy cái việc mà mình đang ở đó nó sướng như thế nào các anh chị nhá. Và mình sống y như thế là mình đã đạt được rồi các anh chị, đúng không ạ? Mình cảm nhận y như là mình đã sở hữu nó rồi. Và đó là cái việc mà chúng ta đang ám thị bằng hình ảnh, cũng như là chúng ta đang ám thị bằng cái câu tuyên bố các anh chị nhá. Đúng không ạ? Thì đó chính là cái phương pháp đầu tiên, là phương pháp tự kỷ ám thị, được không các anh chị? Và cái bức tranh 30 ngày của mình cũng như thế các anh chị nha. Bức tranh 30 ngày của mình là mình cũng sẽ ám thị bằng hình ảnh và tuyên bố mỗi ngày. Và mình ám thị bằng hình ảnh đó là gì? Đó là mình làm cái tấm xét nghiệm màu, hoặc là mình cài cái tin nhắn điện thoại tinh tinh về hình nền của mình đó. Đúng không ạ? Đó là cái cách mà chúng ta đang tự kỷ ám thị bằng hình ảnh và tuyên bố các anh chị nha. Đúng không ạ? Đó là cái phương pháp thứ nhất, cái phương pháp tự kỷ ám thị các anh chị ha. Và cái phương pháp thứ hai để giúp cho các anh chị cài đặt cái mục tiêu và sâu bên trong tầng tiềm thức của mình, đó là gì? Đó là chúng ta hãy lựa chọn cho mình một cái biểu tượng chiến thắng các anh chị nhé. Chúng ta cần phải lựa chọn cho mình một cái biểu tượng chiến thắng mà các anh chị cảm thấy là rất là hạnh phúc luôn. Giống như là gì? Giống như là Thanh An á. Thanh An chọn cho mình một cái biểu tượng chiến thắng là tháp Eiffel các anh chị. Và biểu tượng chiến thắng của Thanh An đó chính là cái hình ảnh chiếc tháp Eiffel các anh chị nhé. Và Thanh An in cái hình ảnh chiếc tháp Eiffel nó ra, mình in ra, mình dán lên tường, và mình bắt đầu hình dung tưởng tượng rằng khi mà mình đến cái tháp Eiffel, mình đứng đó, mình chụp hình, mình live stream, mình chia sẻ như thế nào các anh chị. Đấy, và cái điều này là Thanh An được truyền cảm hứng từ người thầy thành công của mình, cũng như là các anh chị đi trước các anh chị. Đó là gì? Mình thấy được hình ảnh người thầy thành công của mình đứng tại tháp Eiffel, cũng như các anh chị chủ tịch, các anh chị doanh nhân hướng dẫn cho mình họ đứng ở tháp Eiffel rất là tuyệt vời như thế nào. Và Thanh An rất là cảm xúc với cái điều đó các anh chị, và mình phải ra quyết định, mình chọn đó chính là một cái biểu tượng chiến thắng cho chính bản thân mình các anh chị ha. Đấy, vậy thì các anh chị cũng phải chọn cho mình một cái hình ảnh, một cái biểu tượng chiến thắng của chính bản thân mình các anh chị nhé. Tức là sao? Tức là khi các anh chị nhìn thấy cái điều đó, các anh chị cảm xúc dạt dào, các anh chị hào hứng, các anh chị phấn khởi. Tức là sao? Tức là kiểu như các anh chị thấy cái biểu tượng chiến thắng đó, các anh chị không thể nào mục được á. Mình chỉ mong muốn là làm sao, làm sao thật là nhanh, buổi sáng thức dậy để mà mình đọc sách, mình phát triển tư duy, mình chép live stream, mình làm việc, mình kinh doanh, mình bán hàng, mình marketing là các anh chị, đúng không ạ? Vậy thì sao? Vậy thì mình hãy chọn cho mình một cái biểu tượng chiến thắng mà mình cảm thấy là rất là hạnh phúc khi mà nghĩ về cái điều đó các anh chị nhé. Và đó chính là cái sốc tích cực các anh chị. Và sốc tích cực đó là gì? Đó là một cái cảm giác mà các anh chị không bao giờ quên được ấy. Sau này cho dù trong cuộc đời của các anh chị cũng có những cái trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa, thì cái điều đó vẫn trở thành một cái điều mà làm luôn làm cho các anh chị cảm thấy hạnh phúc ạ, đúng không ạ? Thì anh chị cần phải tìm ra cho mình một cái biểu tượng chiến thắng cho năm 2024 các anh chị nhé. Có thể là gì? Có thể là một cái chuyến đi du lịch nè, hoặc là một cái kết quả nào đó các anh chị. Đấy, và khi mà các anh chị cứ tập trung vào nó, hình dung về nó, cảm nhận về nó các anh chị, và khi mà các anh chị tập trung về cái việc mà mình chạm tới cái biểu tượng chiến thắng của mình á, anh chị sẽ cảm thấy là mình rất là tự hào, rất là cảm thấy rất là xúc động, mình rất là cảm ơn về chính bản thân của mình và chính về cái sự nỗ lực của chính mình các anh chị nha. Và khi đó thì cái mục tiêu của mình, cái niềm tin của mình cũng sẽ được gia tăng hơn rất là nhiều. Đấy, đúng không ạ? Hoặc là cái biểu tượng chiến thắng của các anh chị là các anh chị đạt những cái mục tiêu mà các anh chị đặt ra hàng tháng ấy. Đấy, giống như là các anh chị mới tham gia vào câu bộ, giống như là các anh chị mới biết về bộ công thức đi. Thì sao ạ? Thì cái khoảnh khắc mà các anh chị khó quên nhất, giống như là gì? Giống như một chị bạn của Thanh An đó là cái khoảnh khắc khó quên nhất của chị là cái cảm giác lần đầu tiên mà chị đạt được cái mục tiêu 30 ngày của chị á. Đấy, rất là tuyệt vời các anh chị ha. Và khi mà các anh chị cứ nhớ hoài cái cảm giác mà mình đạt được cái mục tiêu đó, thì đó chính là cái biểu tượng cảm xúc của các anh chị, đúng không ạ? Và một trong những cái cảm xúc mà Thanh An
liên tục muốn chinh phục một trong những cái cảm giác mà mình rất là yêu thích trong cái cuộc đời này các anh chị. Đó là gì? Đó là cái cảm giác đạt được mục tiêu, đặt ra mục tiêu và đạt được nó các anh chị ơi. Đó là một trong những cái cảm giác mà Thanh An luôn muốn được chinh phục trong cái cuộc đời này. Không biết là các anh chị như thế nào, nhưng mà Thanh An rất là thích cái cảm giác đó các anh chị nha. Đó là gì? Đó là cái cảm giác mà mình luôn mong muốn được trải nghiệm trong cái cuộc đời của mình các anh chị. Đấy. Và khi mà các anh chị đặt ra mục tiêu 30 ngày mà các anh chị cảm thấy sung sướng, các anh chị cảm thấy hạnh phúc, các anh chị cảm thấy tuyệt vời á, thì sao ạ? Thì đó cũng là sốc tích cực các anh chị nhé. Đó cũng là một cái biểu tượng chiến thắng, đúng không ạ? Đấy. Đấy. Và cái phương pháp thứ hai đó là gì? Đó là sốc tích cực. Chúng ta hãy chọn ra cho mình một cái biểu tượng chiến thắng các anh chị nhé. Giống như là cái việc mà biểu tượng chiến thắng của các anh chị là giây phút anh chị đạt được mục tiêu 30 ngày của mình. Các anh chị khi mà đạt được cái mục tiêu đó rồi á, thì các anh chị cảm thấy rất là sung sướng và các anh chị cảm thấy rất là hạnh phúc, được không ạ? Tức là sao? Tức là cái giây phút đó, cái khoảnh khắc đó, các anh chị cảm thấy rất là mong muốn được in sâu vào trong tầng tiềm thức của mình và rất là mong muốn được tận hưởng cái khoảnh khắc đó thêm nhiều lần nữa các anh chị ha. Đấy. Và mỗi lần khi mà các anh chị mong muốn đạt được mục tiêu á, đạt được mục tiêu á, thì các anh chị nhớ tới cái biểu tượng cảm xúc của mình á, thì nó sẽ trở thành một cái động lực giúp cho các anh chị tiến lên liên tục về phía trước các anh chị nhé. Và mình cần phải có được cái biểu tượng chiến thắng của mình để làm sao để mình vay mượn năng lượng từ tương lai và mình liên tục tiến lên để mà chinh phục những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình các anh chị ha, đúng không ạ? Rồi thêm một cái phương pháp tiếp theo, cái phương pháp thứ ba cũng là cái phương pháp mà hiệu quả nhất các anh chị nhé. Và cái phương pháp này cũng là cái phương pháp mà hồi đầu giờ Thanh An cũng đã chia sẻ với các anh chị. Đó là một cái phương pháp mà cực kỳ hiệu quả, đó chính là phương pháp thôi miên các anh chị nha. Và thôi miên ở đây thì nó chính là một cái phương pháp khoa học các anh chị. Và đây là một trong những cái kỹ thuật của NLP các anh chị nha. Đây là một trong những cái kỹ thuật của NLP, được không ạ? Và khi mà Thanh An chia sẻ cái phương pháp này á, nó cũng rất là đơn giản và cũng như là giúp được rất là nhiều những anh chị mình đạt được những cái mục tiêu là nhờ cái phương pháp này các anh chị ha. Và thôi miên ở đây á, thì nó là một cái phương pháp khoa học các anh chị ha, chứ nó không phải là nghe thôi miên giống như là một cái gì mà các anh chị hay nghĩ là đâu. Mà thôi miên á, nó chính là một cái trạng thái giúp cho các anh chị giao tiếp với chính bản thân mình, được không ạ? Và các anh chị cài đặt cái mục tiêu vào bên trong tâm trí của mình trong một cái trạng thái thư giãn và thả lỏng các anh chị nhé. Đấy, vậy thì á, để mà chúng ta làm được cái bảng thôi miên á, thì đầu tiên chúng ta cần phải có bức tranh mục tiêu 6 tháng các anh chị nhé. Thì bức tranh mục tiêu 6 tháng là cái mà Thanh An vừa mới hướng dẫn các anh chị đã làm rồi, đúng không ạ? Bức tranh mục tiêu 6 tháng là cái mà khi nãy Thanh An vừa mới hướng dẫn các anh chị làm các anh chị ha. Đấy, và khi mà chúng ta có cái bảng thôi miên rồi, chúng ta có cái bức tranh mục tiêu 6 tháng rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu ghi âm cái bảng thôi miên trên nền offering, được không ạ? Trên này nhạc offering là nhạc thôi miên các anh chị nhé.
À, đúng ạ. À, và các anh chị sẽ đọc cái bức tranh mà các anh chị viết ra với một cái tặng tông đặc trầm, đúng không ạ? À, tông giọng nhẹ nhàng, dịu dàng, thùy mị các anh chị. À, chứ bây giờ chúng ta đọc thôi miên mà chúng ta đọc với một cái tông giọng gào thét. À, hôm nay là một ngày siêu tuyệt vời. À, thế thì là tỉnh ngủ luôn các anh chị, đúng không ạ? À, vậy nên là các anh chị sẽ đọc với một cái tông giọng mà anh chị biết cái tông giọng mà khi các anh chị lơ mơ buồn ngủ mà có người mà gọi điện không các anh chị ấy, hoặc là cái tông giọng mà các anh chị khi các anh chị gọi điện cho một ai đó các anh chị nghe nghe là gì, alo, là các anh chị biết cái người đó họ đang ngủ không ạ? Đấy, tức là sao, tức là chúng ta sử dụng cái tông giọng đó các anh chị nhé, tông giọng nhẹ nhàng thôi các anh chị. Chúng ta sẽ ghi bằng một cái tông giọng trầm, đúng không ạ? À, ví dụ như thế này này, thả lỏng người, bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe. Đấy, tức là sao, tức là chúng ta sẽ sử dụng một cái tông giọng nó nhẹ xuống các anh chị nhé, và ghi lên nhạc nền nhạc offering các anh chị. Anh chị nào mà chúng ta chưa biết nhạc offering như thế nào thì các anh chị hãy liên hệ trực tiếp với Thanh An để được hướng dẫn các anh chị ha. Thì đầu tiên để mà chúng ta cài đặt làm được cái bản thôi miên này thì các anh chị cần phải chuẩn bị cho Thanh An một cái bức tranh mục tiêu 6 tháng. Bức tranh mục tiêu 6 tháng các anh chị nhé. Và cái bức tranh đó thì nó sẽ bao gồm hai cái phần chính. Cái phần chính ở đây á, thì là cái phần 1 và cái phần 2. Cái phần 3 chúng ta không có cũng được các anh chị. Không sao các anh chị nhé. Ở cái phần 1 á, thì chúng ta sẽ cài đặt lại cái tư duy, cài đặt lại những cái niềm tin, cài đặt lại cái con người mà các anh chị muốn trở thành. Cái đó thì nó có cái bảng mẫu các anh chị ha. Anh chị liên hệ trực tiếp với Thanh An để được hướng dẫn và gửi cho các anh chị cái bảng mẫu các anh chị nhé. Rồi cái thứ hai là gì ạ? Cái thứ hai á, cái thân bài là cái lúc mà các anh chị đưa cái mục tiêu của các anh chị vào, đúng không ạ? Và cái thứ ba đó là gì? Các anh chị nếu như mà các anh chị ở thư giãn á, ở một cái nơi ví dụ như là thư giãn vào buổi trưa á, thì các anh chị có thể là làm thêm cái phần thứ ba, bởi vì cái phần thứ ba là cái phần mà đánh thức các anh chị dậy dần dần ha. Nhưng mà đa phần thì Thanh An chỉ cần làm cái phần 1, phần 2 thôi, bởi vì mình thường hay nghe cái bạn thôi miên vào buổi buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ thôi các anh chị. Đấy. Và cái lưu ý thứ hai khi mà chúng ta làm bản thôi miên đó là gì? Đó là chúng ta sẽ làm ghi trên cái nền nhạc offering các anh chị ha. Và ở đây các anh chị lưu ý nè, là chúng ta ghi thì chúng ta ghi khoảng tầm 10 giây đầu. Chúng ta mở cái bản ghi âm lên, chúng ta nghe thử lại ha. Chúng ta nghe thử lại xem thử là có nghe âm thanh hay không, có nghe thấy cái tiếng của mình hay không. Các anh chị thử đi, các anh chị test ra khoảng tầm 5 đến 10 giây để xem thử là cái giọng của mình, tông giọng này với cái âm lượng nhạc này á, thì các anh chị có nghe được cái tiếng của mình hay không, hay là các anh chị chỉ nghe thấy nhạc mà không nghe thấy tiếng của mình. Đấy, chúng ta test khoảng tầm 10 giây thì chúng ta mới bắt đầu ghi âm cái bài của mình các anh chị nhé. Chứ không là mình ghi xong đã cái bài của mình rồi sau đó các anh chị bật lên các anh chị nghe không thấy tiếng của mình thì nó rất là mất thời gian các anh chị nhé. Và chúng ta lưu ý là chúng ta ghi âm bằng cái tông giọng nhẹ thôi các anh chị, đúng không ạ? Nếu như mà cái anh chị nào mà cái giọng của mình nó tông nó hơi cao, nó hơi ché ché thì mình sẽ luyện lại cái tông giọng bụng của mình các anh chị nhé. Mình kéo xuống các anh chị, được không ạ? Và thêm một cái nữa đó là gì, các anh chị hãy chuẩn bị cho Thanh An ba cái thiết bị các anh chị nhé. Chuẩn bị các thiết bị, được không ạ? Đấy, chúng ta chuẩn bị các cái thiết bị, một thiết bị thì chúng ta bật nhạc, một cái thiết bị thì chúng ta để mà ghi âm các anh chị ha, và thêm một cái thì chúng ta sẽ đặt cái bảng bảng bức tranh của mình ghi trên cái nền nhạc offering các anh chị nhé. Và các anh chị lưu ý đó là gì, đó là chúng ta sẽ test thử trên cái nền nhạc đó trong vòng 10 giây, xem thử mình có nghe được cái tiếng của mình và cái âm lượng đó nó đã phù hợp hay chưa. Rồi mình test mình thấy ok thì mình mới tiến hành mình ghi âm cả một cái bức tranh khoảng tầm 10 đến 15 giây các anh chị nhé. Và các anh chị phải nhớ là mình phải sử dụng một cái tông giọng đó là gì, nhẹ nhàng và buồn ngủ các anh chị nha. Đúng không ạ?
Rồi bây giờ thì Thanh An sẽ thử cho các anh chị một cái đoạn, và các anh chị ghi nhớ là chúng ta sẽ sử dụng cái tông giọng này trong cái quá trình mà chúng ta ghi cái bản phô miên các anh chị ha. Rồi ok các anh chị nhé. Rồi ok ha, bây giờ mình sẽ dùng cái tông giọng này các anh chị nha. Đó là gì? Thà là người để khí huyết lưu thông, trôi chảy tự nhiên. Giờ đây hãy thả lỏng cho cơ thể một cách nhẹ nhàng và bình an. Ngay lúc này chúng ta đừng quan tâm đến bất kỳ điều gì khác ngoài hơi thở của bạn. Ok chưa bạn? Đấy, thì đó là cái tông giọng mà các anh chị sẽ sử dụng trong cái quá trình mà ghi âm các anh chị ha. Đó là gì ạ? Một cái tông giọng rất là nhẹ nhàng các anh chị nhé. Chứ buổi tối á, mà mình ghi âm một cái bản mà mình nói hết tông giọng mạnh, đầy năng lượng, khá lắm ơi, để khí huyết lưu thông thì mình tỉnh cả ngủ luôn các anh chị nhé. Cho nên là sao? Cho nên nhiều anh chị hỏi là tại sao em ơi, chị nghe cái bản ghi âm, chị nghe cái bản thôi nghiêng miên mà mắt chị mở thao thao láo. Bởi vì sao? Bởi vì mình ghi bằng một cái tông giọng nó quá là năng lượng thì mình không ngủ được các anh chị ha. Được không ạ? Và cái mình sẽ ghi bằng cái tông giọng của mình các anh chị nhé. Các anh chị sẽ ghi bằng cái tông giọng của mình, được không ạ? Chứ nhiều anh chị nói rằng là gì? Em ơi, chị thấy giọng em hay quá, em có thể là ghi bằng cái em có thể làm dùm chị được không? Người khác làm dùm được không các anh chị? Bây giờ Thanh An hỏi các anh chị nè, anh chị nghe giọng của các anh chị dễ ngủ hơn hay là anh chị nghe giọng của người ta anh chị dễ ngủ hơn ạ? Đấy, tức là sao? Tức là cái bài của mình thì mình làm, cái mục tiêu của mình thì mình làm các anh chị nhé. Chứ không thể nào mục tiêu của mình mà mình đưa cho người khác làm được cái được đâu các anh chị. Mình đưa cho người ta đâu có biết là mình làm cái gì đâu. Đấy, và người ta cũng làm không có được nhiệt tình bằng mình làm đâu các anh chị nhé. Cho nên là sao, cho dù mình làm chưa có được quen thì sao, thì mình cũng phải tập làm, mình cũng phải luyện cái việc mà mình làm cái điều đó, và làm cho đến khi được thì thôi các anh chị ha. Và nếu như mà mình biết được rằng á, mình làm cái điều này và mình giúp cho mình đạt được mục tiêu trong vòng 6 tháng thì mình có làm không các anh chị? Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị sẵn sàng làm cái điều này thì mình đạt được cái mục tiêu của mình trong vòng 6 tháng thì mình comment tôi ạ. Đấy, có nhiều chị thì nói rằng khó quá em ơi, không làm được đâu, giọng của chị chế lắm, giọng của anh đàn ông lắm em ơi. Đấy, làm được hết các chị nhá. Ngày xưa thì những cái thời gian đầu á, thì Thanh An cũng ghi cũng ngại cái giọng mình lắm các chị, nhưng mà sao, nhưng mà nghe riết thì quen, nghe riết thì ghiền luôn các chị, ghiền cái giọng của mình luôn, được không ạ? Rồi và thêm vào đó thì mình sẽ và như khi nãy Thanh An có hướng dẫn, đó là gì? Đó là mình sẽ chuẩn bị những cái thiết bị để mình ghi âm các anh chị ha. Rồi và khi mà mình đã ghi xong cái bức tranh của mình rồi á, thì Thanh An hướng dẫn cho các anh chị nha. Nếu như mà các anh chị xài điện thoại iPhone nha, nếu như mà các anh chị xài điện thoại Samsung hoặc là những cái hệ điều hành khác, thì các anh chị tải cho Thanh An cái ứng dụng đó là gì? Đó là Z Audio, được không ạ? Z Audio. Đấy, mình tải cái ứng dụng này về và mình sẽ bật xuyên suốt và lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại cái bản thôi miên các anh chị nha. Mình nhớ này, cái bản thôi miên và cái bản ghi âm của mình á, nó chỉ khoảng tầm 10 đến 15 phút thôi các anh chị nha. Và khi mà mình cho cái bản thôi miên á, mình đừng có làm cho nó quá dài hoặc là quá nhanh, được không ạ? Mình nói, mình ghi âm bằng một cái tông giọng nhẹ nhàng và mình nói từ từ chậm rãi thôi các anh chị. Chứ mình đừng có ghi nhanh quá thì nó bị hấp tấp các anh chị nhé. Đấy, từ từ nhẹ nhàng và các anh chị yên tâm đi. Nếu như mà cái lần đầu tiên mà mình làm chưa hoàn hảo thì các anh chị cũng từ từ các anh chị bình tĩnh các anh chị ha. Mình làm lặp đi lặp lại, mình đừng có nghĩ rằng làm lần đầu tiên là mình giỏi luôn. Mà các anh chị cần phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại và làm cho đến khi nào mà mình ưng ý các anh chị nha. Được không ạ? Và các anh chị lưu ý nè, lưu ý những cái lưu ý khi mà chúng ta làm bản thôi miên ở đây các anh chị nhé.
Thì đầu tiên á, nếu như mà chúng ta nghe cái bản thôi miên mà chúng ta không ngủ được á, thì đầu tiên chúng ta cần phải xem lại đó là gì, đó là chúng ta đã ghi âm theo đúng cái tông giọng chưa, ghi đúng cái tông giọng chưa, đúng không ạ? Và cái điều lưu ý thứ hai đó là gì, đó là mình sẽ tập trung vào những cái hình ảnh tươi sáng rạng rỡ và hạnh phúc thôi các anh chị nhé, chứ không phải là mình ghi là gì tôi hạnh phúc đến mức là khóc vì hạnh phúc là không được. Cái đó là có thể là thực tế là các anh chị khóc vì hạnh phúc, nhưng mà trong cái bức tranh thì mình không nên mô tả cái điều đó các anh chị ha. Rồi cái thứ ba mình lưu ý ở đây đó là gì, mình sử dụng ngôn từ tích cực một chiều các anh chị. Và anh chị lưu ý này, khi mà chúng ta làm cái bảng thôi miên á, tức là chúng ta đang ám thị vào cái tiềm thức của mình đó, được không ạ? Và chúng ta thứ tư đó là gì, đó là chúng ta nghe thôi miên á thì chúng ta phải nghe ở trong một cái trạng thái thư giãn và thả lỏng, được không ạ? Còn những cái lúc nào mà mình đang cảm thấy căng thẳng và không vui á, thì mình không nên nghe các anh chị nhé. Bởi vì sao? Bởi vì nghe những cái lúc đó thì nó không có cái tác dụng và nó phản tác dụng đấy các anh chị, được không ạ? Ok không anh chị ơi? Rồi, và ở đây có một cái lưu ý này các anh chị, trong cái bức tranh mục tiêu 6 tháng á, thì các anh chị cần phải kiên trì về cái mục tiêu của mình các anh chị. Và ở đây thì Thanh An nói với các anh chị một cái điều như thế này, nếu như mà chúng ta nghe tới ngày hôm đó, tới thời điểm hôm đó rồi mà cái mục tiêu của chúng ta chưa đạt được hoặc là đạt được một ít trong đó thôi, thì chúng ta cũng phải vui các anh chị nhé. Bởi vì là chúng ta cũng đã bắt đầu đạt được những cái mục tiêu của mình rồi. Chứ trước đây mấy chục năm đi làm mà cái mục tiêu của mình chưa đạt được, mà bây giờ cái mục tiêu của mình đã đạt được rồi các anh chị, thì đó là một trong những cái điều mà hết sức là tuyệt vời các anh chị nhé, được không ạ? Chứ mình không có đòi, mình không có cầu toàn là mình cần phải đạt được hết tất cả những cái mục tiêu của mình các anh chị. Nếu như mà chúng ta đạt được tất cả những cái mục tiêu thì đó là rất là tuyệt vời. Còn nếu như mà chưa đạt được thì sao ạ? Thì chúng ta phải hiểu một điều là chúng ta cần phải phát triển lên nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta phải hiểu một điều đó là gì? Đó là nếu như mà cái năng lực chúng ta ở đâu, cái giá trị của chúng ta ở đâu thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu ở đó. Và nếu như mà chúng ta chưa đạt được cái mục tiêu của mình thì tức là sao? Tức là tiềm thức và vũ trụ nói rằng các anh chị là cần phải phát triển lên. Và nếu như mà tại cái thời điểm đó mà các anh chị chưa đạt được cái mục tiêu của mình thì không sao cả các anh chị. Chúng ta cứ kiên nhẫn mà chúng ta nghe tiếp các anh chị nhé. Và chúng ta sẽ sửa lại một chút bức tranh của mình. Đó là gì? Trước thì chúng ta mặc bộ đồ màu đỏ, đúng không ạ? Thì bây giờ mình sửa lại là mình mặc bộ đồ màu khác. Rồi trước mình ăn mừng với người này thì bây giờ mình sửa lại là mình ăn mừng với người khác. Mình thêm cái cảm xúc nhiều vào các anh chị, được không ạ? Và hoặc là các anh chị có thể là giữ vững cái bức tranh đó ngay luôn các anh chị, không có thay đổi các anh chị nhé. Được không ạ? Mình có thể chỉnh thêm lại thời gian hơn các anh chị hơn, được không ạ? Và mình còn phải hiểu được rằng khi mà mình chưa đạt được cái mục tiêu của mình thì mình cần phải gia tăng cái giá trị nội tại của mình lên. Mình cần phải gia tăng cái giá trị của mình lên và mình cần phải gia tăng cái tư duy của mình lên thêm nhiều hơn nữa, được không ạ? Rồi ok các anh chị ha, và đó cũng chính là cái phần mà Thanh An muốn chia sẻ với các anh chị trong cái buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta ngày hôm nay chúng ta sẽ viết nên cho mình một cái bức tranh 6 tháng về một cái mục tiêu phong cách sống của mình các anh chị nhé. Rồi những anh chị nào mà chúng ta chưa biết cái cách viết mục tiêu bức tranh 30 ngày cũng như là bức tranh mục tiêu 6 tháng thì chúng ta hãy liên hệ trực tiếp với Thanh An để được hướng dẫn cụ thể các anh chị nha. Rồi ok các anh chị, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những buổi Zoom và những buổi livestream tiếp theo các anh chị nhé. Xin chào cả nhà.